Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chứ. Nóng không? Dạ. Ngồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. Nóng là có chuyện đó nha. Trời, bên kia căng thẳng quá vậy. Đồ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về rồi. Vô. Đó. Dạ. Ghê chưa? Vừa heo mà thấy ghê chưa? Y chang vậy luôn. Em có món quà anh tặng cho em. À, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa. Nhà trai tới hai món nữa. Nè, cứ cầm đi thôi. Anh chứ. Anh có làm bánh ngon không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Ồ. Chưa. Thế nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh nữa. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Có gì đây? Dạ, kẹo sô-cô-la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Trong đó có một lá thư. Lá thư, đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi, anh đọc cái thiệp đó cũng được luôn. Cứ ăn đi, chú đọc phụ cho. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Nhà trai. Wow. Rồi, ngồi lên trai. Mời nhà gái. Trời ơi, hai chị em đưa đây mặc đồ giống nhau chưa? Rồi, xin mời em trai giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh ạ. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ, khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm thế ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ hả. Cái này là hôm nay con xin off chú. À, xin off hả? Tưởng dạ. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm thấy ghê vậy. Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ, ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành. Dạ. Nhiệt tình. Dạ. Ga lăng. Dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi. Điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chứ. Nóng không? Dạ. Ngồi chú đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. Nóng là có chuyện đó nha. Trời, bên kia căng thẳng quá vậy. Đồ này là nóng là có chuyện á. Wow. Ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Về rồi. Nhà trai tụi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ đừng, quá đừng chị. Đừng có sợ đó. Đừng có bước qua tới cửa nha. Xin dạ phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à. Dạ. Tới công chuyện luôn á. Mặc bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Bây giờ nhà gái sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha. Dạ, đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ em có 3 mối tình. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Em là đạo công giáo, gặp mấy bạn tình công an không à. Nên là... Rồi, được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. Mối dài lâu nhất là... Dạ, học cấp 3, học cấp 3 chú. À. Mấy năm? Dạ 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chú. Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chú. Cũng tháng nữa? Dạ đúng rồi. Này nó quen làm như mối tình tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? Có chú, nhưng mà không có đụng dành tay chân. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ tư mình muốn làm sao nè? Dạ em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định, nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ạ. Ừ, rất là ga lăng. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Không thích. Để chị hỏi. Dạ trưởng Vũ Phu. Dạ chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không.
nóng tính, nếu dụ như mà cãi nhau thì xong rồi bỏ đi. Giờ giờ mình thích bạn gái thì sao nè? Dạ, thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, nuôi vẹt với chó. Nuôi vẹt với con chó, con đem theo con heo. Tuổi con đó chú. Tuổi của người ta lớn giờ. Tuổi luôn hả? Rồi có gì mà không thích không? Không thích bạn gái hay nói nhiều quá, càm ràm á. Con không thích cũng được con ơi, bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống một hai ly thì uống, còn không thì thôi. Mình có càm ràm không? Dạ không. Không có. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ chị. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. Còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm sau rồi. Nhà gái mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Nhà gái bên đây mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. Dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Xin chào. Kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. Cô rất là thích cháu. Thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Còn nhà gái sao nè? Đi với ai? Dạ, đi với hai dì và ba người bạn thân. Chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi, dễ nhìn, thấy cũng hiền lành. Dạ, thấy cũng dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau. Dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ là nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ. Chị mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi đúng không? Dạ, rồi. Mở rào. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với đàn nhà gái coi. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Vô. Đó. Dạ. Ghê chưa? Được heo mà thấy ghê chưa? Y chang vậy luôn. Không có món quà anh tặng cho em. À, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa. Nhà trai tới hai món nữa. Nè, cứ cầm đi con. Anh chứ. Anh có làm bánh không? Cái này là anh làm hay? Đúng rồi, anh tự làm. Được chưa? Em cảm ơn anh. Thế nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Có gì đây? Dạ, kẹo sô-cô-la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Trong đó có một lá thư. Lá thư, đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi, anh đọc cái thiệp đó cũng được. Cứ ăn đi, chú đọc phụ cho. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của Thượng Đế. Dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó. Dạ. Cho anh ngắm em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Mà hơi rung thì không sao, cứ hát đi nào. Nhà hôm tôi nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót nên đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ đến bên anh và nói. Em xin hát đặt nói gì lấy tay của nó. Nói anh yêu em, nói anh yêu em. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà, cũng điềm đạm. Nhưng mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược nhau anh. Không, lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi.
coi như là tề gia nội trợ luôn. Đúng. Dạ. Em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống. Ok. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Trời ơi. À, anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Ồ. Giờ đó hợp lý. Tiện thì đôi đường. Dạ. Giờ ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. À, ví dụ như mà cưới nhau mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Ngon vô vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái gì anh chở em đi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em. Cái đó thì hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai bên nữa. Nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu. Nãy ai xúi hỏi câu đó vậy? Dạ chú Linh. Dạ chú Linh. Chú Linh xúi hả? Dạ. Một đường xúi xúi gì nó cứ đổi thừa chết luôn. Để chú lo con. Dạ. Ha, còn rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha? Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái, thấy nhà trai sao? Dạ cũng được. Thích không? Hai người thích ha? Rồi bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Rồi, nắm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ, nó nắm nó còn nhỏ. Tôi chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà ba mối có 1 tháng không à. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Thì nói lại là nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Ờ, anh có thoải mái đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em hết đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm như thế không? Ok. Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành nhiệt tình. Chân thành nó thiệt thà lắm. Dạ. Thà lắm á. Bạn rung mà em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói thôi. Dạ. Mẹ bạn ấy rất là phúc hậu luôn. Mà dì cũng dễ thương nữa ha. Hai đứa thấy được á, cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Được không Lộc? Được chú nha. Dạ. Em Út đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Người sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. Thấy chưa? Thằng hai tiếp. Đăng tay vào. Đúng rồi. Thằng đứa dễ thương quá trời của đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn. Gì thấy được gì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi, chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Chú. Rồi, chương bây giờ sẽ là những phần quà dành tặng cho hai bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp từ Toshiba IC20S4BV, mặt kính Hengen Đức, cao cấp chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, điều khiển cảm ứng trực tiếp mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Như vậy là cặp đôi đầu tiên
họ đã có duyên với nhau quý vị. Bây giờ chỉ cần mượn nợ nhau là có nợ nữa là được. Chúc cho hai đứa sẽ sớm thành đôi. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Xin chào. Chào khán giả trường quay. Em tên là Phùng Thị Trang, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang ở quận 9 và em kinh doanh online. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ hôm năm nay em 33 tuổi ạ. Mời em trai. Lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào ekip chương trình và anh Cường Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Dạ chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Hoàng Hải. Em năm nay 34 tuổi. À. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 luôn. Quận 9 luôn hả? Ôi dạ. Ôi ôi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn. Hỏi đi, hỏi bạn bên đó coi quận ở chỗ nào có gần nhau không? Em ở phường mấy em? Dạ em ở Song Hành á, anh gần đó không ạ? Anh ở Lê Văn Việt chắc cũng gần. Sát bên. Bên đúng không? Bên. Dạ. Vậy là khỏe rồi, có duyên rồi. Tôi nghi hai ha. Bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá à. Khi gặp luôn. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạ anh làm bên sửa chữa ô tô anh. À em là sửa chữa luôn đúng không? Dạ. Ui, nghề này ngon hot nha. Nghề này là nghề này học cũng tốn tiền lắm đó. Dạ. Cũng đủ sống. Ôi nghề này là hiện nay ngon đó, bữa nào chỉ anh dạy sửa anh dạy sửa vài cái coi nha. Khó lắm anh. Khó không? Kệ của chị, anh học tới đâu học được miếng nào hay miếng đó, chạy xe ô tô hư hoài sửa hoài tốn tiền quá. Bữa nào qua em sửa cho. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Mãi ha. Dạ em có ưu điểm là em hòa đồng, vui vẻ và có thể bắt chuyện với người lạ. Và em biết quan tâm yêu thương người bên cạnh và yêu thương ba mẹ của mình. Nhược điểm của em là em nóng tính nhưng mà em có thể kiềm chế được. Không có đảm đang, với lại em không có đi xe được trong thành phố. Em sợ hay sao? Dạ em không biết đường, với lại nó mất thời gian của em quá. Chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Dạ em đi Grab. Trời ơi. Thôi hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Dạ em cảm ơn. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi dạ. Ta có xe rồi chưa biết ha em trai ha. Dạ. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là rất là mạnh mẽ và em có tính tự lập từ nhỏ, tự lập cao lắm. Có thể tự lập nên em có thể nấu cơm hay là giặt đồ hay là mọi vấn đề tốt. Cuộc sống là tự em tự túc hết. Tốt. Em sống ở quận 9 với ai? Em đang ở trong cửa hàng của em luôn. Cửa hàng đó của em luôn? Dạ, không của người ta nhưng mà em ở đó em quản lý, em trông coi. À, quản lý luôn đúng không? Vừa dạ. Quản lý luôn. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Gia đình em ở đâu? Em ở Bình Phước, ba mẹ em ở Bình Phước. Em còn mẹ thôi, ba thì mất. Còn mình mẹ ở Bình Phước, anh chị em thế nào? Em có đứa em trai với đứa em gái nữa. Là ở Bình Phước luôn hả? Dạ em gái đang ở thành phố nhưng bữa nay nó bận nên nó không có đi chung. À vậy là hai anh em ở thành phố. Dạ. Rồi bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Từ thời trẻ giờ em ít có mối hệ yêu đương lắm. Từ hồi đó hồi thanh niên 21 em có quen mối tình. Em quen tới năm á. Thì thời đó em còn vô tư lắm, thanh niên ít có quan tâm đến bạn gái á. Với lại cũng chỉ lo đi học nghề làm vậy thôi chứ không có bận đâu, chưa có sự nghiệp tiền bạc gì, về nhà em cũng nghèo. Thì thấy không hợp quan điểm thì thôi bạn chia tay. Thì em làm tới 2015 em quen là em có một lần đổ vợ rồi. Có vợ là một lần. Em có gia đình rồi. Dạ. Em quen một người đó, vợ cũ em á. Xong rồi tới 2016 thì đám cưới. Thì hồi đó theo em cái quan điểm thì người ta hay nói là yêu đương loạn quạng á. Nó cũng phải là lớn, cũng phải là nhỏ. Nó cũng chưa trong tầm đó thì nếu mà cái sự cố gắng mà của em và vợ cũ em, nếu mà hai người cùng cố gắng thì có thể xây dựng nó lên bậc cao hơn được. Nhưng mà vì yêu đương, tình cảm nó chưa đứng lớn thì mỗi người cứ lơi vậy rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng một năm anh. Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm á. 4-5 năm? Dạ, có năm. Mấy cháu rồi? Em có một cháu 4 tuổi thôi. Trai hay gái? Dạ, con gái. 4-5 năm quen nhau cũng 1 năm nữa là cũng 5-6 năm rồi. Dạ. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là vậy, nguyên nhân đó. Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2020.
20, năm nay 2 năm rồi. Dạ. Rồi con ai nuôi? Con thì còn nhỏ ở với mẹ. Ở với mẹ. Mẹ ở gần quận 9 không? Ở Bình Thạnh á. Bình Thạnh. Bao lâu mới gặp con lần? Em hơn gần 2 năm này em không được gặp. Sao vậy? Tại vì thứ nhất là dịch bệnh, vừa rồi là nguyên nhân khách quan là dịch bệnh, rồi sau này mẹ nó dặn mà cũng cắt liên lạc rồi á, em không có liên lạc được. Thôi cố gắng liên lạc gặp con ha. Rồi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Nhà gái mình thấy làm sao cơ? Dạ thì em thấy thời hôm nay người ta có gia đình và người ta chia tay là bình thường. Không có gây cho em một cái gọi là một cái khó khăn gì hết đúng không? Dạ. Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên cũng không có gì cả. Thì mối tình thứ hai của em là người chồng của em cưới năm cuối 2013 đầu 2014. Và cưới khoảng vài ngày tới ngày Tết là có chuyện nên là sau đó ly thân trong một thời gian dài là 5-6 năm rồi thì em mới bắt đầu ly dị. Nhưng tại vì là em nghĩ là em không có đi bước nữa cho nên em bỏ luôn, em không có làm giấy tờ. Thì gần đây thì em muốn tìm bài bạn đời cho nên là em mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Ồ, sao mà nó trung chuyên quá vậy em? Bên kia vậy? Cũng đã ly hôn. Dạ thì chắc là anh còn ăn chơi á. Rồi em có em bé không? Dạ em có bé được gần 9 tuổi rồi chị. Rồi nhà gái sống với ai? Dạ bé sống với em nhưng mà em bận công việc nên em gửi ngoại. Dạ. Ôi, ra có bà ngoại là tuyệt vời. Mỗi rồi. Người đã lỡ một chuyến đò thôi, giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào, em nói cho chị biết coi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì em cũng không có một tiêu chuẩn gì cả, nhưng mà là người đó là dễ nhìn một xíu, với lại em cũng không cần cao hay thấp, nhưng mà em cần người ta là biết yêu thương người bên cạnh này, biết bao dung với một người phụ nữ đơn thân này. Và có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, yêu thương bản thân để mà yêu thương người bên cạnh nhiều hơn. Với lại là bạn ấy lãng mạn một xíu, tại vì em không thích người khô khan. Yêu thương, bao dung, lãng mạn chút được không em trai? Em lãng mạn lắm rồi. Em lãng mạn lắm hả? Rồi. Có điều gì em không thích ở đàn ông không? Dạ em không thích hút thuốc, nhậu nhẹt. Nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc em... có không? Có hút thuốc. Có hả? Nhiều không? Cũng ngày cũng nửa gói. Giờ bỏ được không? Hiện tại thì em chưa có suy nghĩ là bỏ nó. Nhưng mà sau này thì mình tùy vào cái trường hợp, ví dụ như thời điểm hồi xưa em có con em cũng bỏ. Không phải là bỏ vì gì, nhưng mà mình hút thì nó ảnh hưởng thì em không hút nữa. Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có vợ mà không chịu được phải bỏ đó. Dạ. Còn mình muốn tìm một nửa của mình như thế nào? Cái người phụ nữ của em á là em muốn gắn bó lâu dài, là về ngoại hình em không quan trọng, về học vấn em không quan trọng, về tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á là người phụ nữ phải có đạo đức, phải có cái tâm tốt thì mới đi với em đến dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm, với là rồi. Thường thì một người mà có đạo đức, có tâm tốt thì người ta có những cái thứ khác tốt hơn nhiều rồi, cho nên mình cũng không. Rồi để chút coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái chào rất là xinh lên. Luôn đó nha. Chào nhà trai. Xinh đẹp luôn. Dạ, ta thường nói lên. Là phụ nữ gọi gái là một hồng, con đó. Hồng nhan bạc phận. Gái một con. Trong mòn con mắt. Gái một mắt nhìn có một con. Tụt mút luôn. Chơi vui thôi. Thật ra là gái con hay gái hai con gì cũng quan trọng. Quan trọng là cái tâm hồn đúng. Của người ta thôi, đẹp là được rồi đúng không? Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á. Dạ. Thì em có muốn liền không? Năm, hai năm hay có tiêu chí gì không? Năm nay. Bên năm nay đó, năm nay đó mình có nhắm được không? Thì quan điểm của em thì ví dụ mà 2 tháng sau vẫn được, hoặc là 2 năm sau cũng được, nhưng mà nó tùy vào cái tình cảm của hai người, cái sự hiểu biết đó, mà mình cảm thấy nó chín chắn. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay, một phù hợp với mình đó, tại vì hôn nhân là nó đi đến trọn đời lắm. Như em một lần với bạn kia cũng một lần rồi, cho nên em thực sự là để mà chia tay một cuộc hôn nhân nó đau đớn chứ. Cho nên là em không muốn mà nó xảy ra thêm một lần nữa. Nên em muốn phải... Đúng rồi. Mình phải thấu hiểu được. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt. Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn. Dạ. Đó.
Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Đúng rồi. Ha? Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi với ai cơ? Em đi một mình tại vì dịch em, giáo bây giờ nó có lý do công việc đột xuất á. Có đứa em sao? Gái mà em gái bận rồi. Yên tâm ngày cưới nó sẽ có mặt. Mình đi với ai em? Dạ em đi một mình. Một mình luôn đúng không? Dạ. Ở Bình Định là ở đâu? Dạ em ở Bồng Sơn. À ở Bồng Sơn. Dạ. Rồi. Như vậy mình mở rào cho đúng hai rồi. Bạn gặp thôi. Mở rào. Âm nhạc làm gì hụt thẫn gì vậy? Nhạc này cà giật cà chọt quá. Rồi các bạn, anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó ha. Đủ kinh nghiệm, đủ trải nghiệm rồi. Nào bắt đầu đi. Dạ cảm ơn anh. Món quà tặng anh đây là cái máy rửa mặt. Em muốn anh lúc nào cũng sạch sẽ và trái tim em cũng lúc nào cũng màu hồng như vậy nữa. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai bạn về chỗ. Đây chị cầm hoa cho. Bây giờ mình đối diện với nhau mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Nói chung là bận thì em mới gặp thế cũng xinh. Nhưng mà hồi nãy em xin lỗi cái là em không có nghe rõ bạn lần nữa là tên. Dạ em tên Trang, em 33 tuổi. Em sinh năm 90, không biết anh sinh năm bao nhiêu ạ? Anh 34 tuổi, anh sinh năm 88. 88, dạ. 35 tuổi đó. Thì nãy em nói ở Bình Định em ở huyện nào? Em ở huyện Hoài Nhơn. Có cái nó trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trong chương trình anh không ghi là muốn quen bạn gái hoặc người ở Bình Định, nhưng thực sự trong lòng anh rất thích Bình Định. Anh là người quê gốc ở đâu ạ? Anh gốc ở ba mẹ ở Huế nhưng anh sinh ra ở Bình Phước á. À dạ. Vì sao anh thích người phụ nữ Bình Định? Thì anh có mối duyên là anh có những người bạn ở ngoài Bình Định á. Dạ. Ngày xưa anh ra anh mở quán cà phê ngoài Quy Nhơn á. Dạ. Thì anh ở ngoài đó anh thấy cái con người vào đó người ta chung là quá chất phác mà quá hiền, thấy dễ thương quá. Đúng rồi. Anh muốn ở ngoài đó. Thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Mà người ta thẳng tính lắm. Anh rất mê Bình Định rất luôn. Là thẳng tính. Anh nói với mấy đứa bạn mà kêu mày kiếm cho tao đứa phụ nữ ở ngoài Bình Định ra quen người ra ở ngoài luôn. Chứ dự định anh cũng thích ra Bình Định ở. Dạ, em thì em thích định cư ở Sài Gòn. Lúc nãy em nghe anh nói là anh mong muốn một người phụ nữ của anh là có đạo đức. Nói chung là anh muốn như vậy cũng được. Nhưng mà người phụ nữ nào cũng có hai mặt, cũng là một phần người, một phần con. Thì cái đó là do phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh. Chứ còn em nghĩ ai cũng hiền cả. Không, nó phải hiền, phải là hiền mà ví dụ vậy. Có thể là đạo đức thì nó nói là phạm trù nó rộng quá. Dạ. Thế mà anh ví dụ gái là người ta có cái tâm tốt, người ta biết yêu thương những người, yêu thương người khác, yêu thương bên nội, bên ngoại, gia đình hay là dạ. những người ngoài xã hội không quen nhưng mà mình cảm thấy những hoàn cảnh cần giúp đỡ hay gì đó, mình có sự đồng cảm. Dạ. Thì nếu mà làm được như vậy người ta mới có một trái tim nhân hậu mới làm được. Dạ. Thì người ta có một cái tâm tốt. Và cái đạo đức có nghĩa đây không phải là dạ thưa vâng dạ rồi vậy, nhưng mà đạo đức có nghĩa là cái đạo đức sống á. Dạ. Mình sống nó là nó phải có một cái nhân cách tốt. Thì anh chỉ cần vậy thôi, chứ ví dụ đối với anh thì cũng không phải là giàu, nhưng mà anh cũng không có yêu cầu là người phụ nữ mình phải đi làm bôn ba hay là phải là học vấn cao hay là xinh đẹp. Nếu như em thích độc lập, em thích tự do, em không muốn làm dâu thì sao ạ? Thì đối với anh thì cái đó cũng bình thường, cũng được, tại vì anh cũng ở Sài Gòn, anh lập nghiệp ở đây. Dạ. Có một mình nè. Ba mẹ anh đang ở Huế hay sao ạ? Đang ở Bình Phước, mẹ anh ở Bình Phước. À. Cũng không có xác định về Bình Phước ở, cho nên là nói chung mọi người ai mà lấy anh thì cũng chỉ ở với anh thôi à. Lúc nãy anh nói là con anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Con anh tới giờ là hơn 4 tuổi rồi. Nam hay nữ ạ? Con gái. À dạ, em cũng con gái. Chúng dạ, anh thích thấy... con gái. Dạ anh thấy em như thế nào? Thì anh thấy vẻ bên ngoài thì xinh xắn. Còn ví dụ về tính cách thì anh thấy em cũng theo cái suy nghĩ của anh thôi, thì anh thấy cũng hiền. Còn mà để mà những cái quan điểm sống á, hay là những cái mà tính tình rồi thì mình cứ trải qua quá trình mình tiếp xúc, mình tìm hiểu, mình gặp gỡ hay là mình nói chuyện lâu á, thì dạ. mình mới dám khẳng định là đánh giá một con người như thế nào được. Mình... Thật ra là em nóng tính, anh có nhắm có kìm được em không? Thì thường người Bình Định nó thấy ai cũng nóng tính hết mà. Nếu như em nóng tính thì anh sẽ như thế nào? Thì anh không quan điểm là từ xưa đến giờ luôn là anh... Không, anh làm gì để kìm em lại? Thì thường nếu mà em nóng tính đúng không? Dạ. Thì anh sẽ không bao giờ mà anh tranh luận vấn đề mà với vấn đề đó với anh. Anh im lặng luôn đúng không? Ngay thời điểm đó nữa. Anh im lặng luôn đúng không? Đúng rồi. Nếu em đang cào lên quá anh không thể nào mà đứng cãi. Nhưng mà em không thích người im lặng cơ.
Thế nhưng mà tại vì cái phụ quan nữ của anh là vậy đó, mọi anh người không ơi. Có thích tranh cãi với phụ nữ, thực sự là vậy. Dạ. Là đánh phụ nữ rồi này, khai tranh cãi anh cũng không muốn nữa. Anh không muốn. Thà anh nói nhưng mà anh không tranh cãi vẫn được, nhưng mà anh im lặng là em không chịu. Thì tranh cãi thì lúc đó anh mà nói có nghĩa là đang tranh cãi đó, vì em đang nóng quá mà. Thì anh phải làm sao cho em dịu xuống chứ, đúng rồi, không? Chắc chắn anh phải nói vấn đề là đúng sai cho em biết chứ. Dạ. Thì thường là người phụ nữ mà nó có như thế nào thì một phần là cũng do người đàn ông, mình phải biết cách để mình dạ. kiểm soát đó. Nói chung là em muốn trong mọi chuyện em là người luôn luôn đúng lúc đó. Còn sau đó anh có muốn sai hay đúng thì anh phân tích sau. Còn nếu anh muốn hơn thua với em lúc đó thì anh chiến thắng cũng đâu có vẻ vang gì đâu. Mình nhưng mà với điều kiện là cái hoàn cảnh dạ. thường anh còn ví dụ hoàn cảnh mà chỗ đông người hay là chỗ khách khứa hay chỗ họ hàng là mình không thể nào như vậy được dạ. Cái đó nếu mà em như vậy thì nó chứng tỏ là cái bản tính con người vậy mình đâu. Anh cho không? Em hỏi là lý do vì sao anh chia tay ạ? Anh chia tay là nói chung để trong cuộc hôn nhân mà mình kể ra cái nguyên nhân chia tay thì nó nhiều lắm, thực sự là nó rất là nhiều. Nguyên nhân chính là gì ạ? Nguyên nhân chính là nó chỉ mà hai người không có vì nhau á. Dạ. Nếu người ta hạnh phúc là phải xây dựng từ hai người mà phải cố gắng lắm. Chứ còn mà nếu mà cứ ngày nào cũng gặp mặt ăn cơm uống nước đi làm về gặp như vậy nó không phải là xây dựng đâu. Hiện tại anh đã chuẩn bị kiểu vì nhau chưa? Có chứ, anh kể cả ngày xưa anh cũng vì á. Anh vẫn cố gắng này nọ nhưng mà tại vì người đó tự đưa đơn lên tòa rồi quá trình dài quá thì tòa cứ gọi anh biết thì anh phải lên ký thôi. À. Chứ không người, nào dạ. người ta tự đưa vậy đơn. Vậy là anh vẫn cố gắng níu giữ nhưng mà người ta không chịu. Đúng rồi, tại vì dạ. anh thừa biết là cái hôn nhân mà nó chia tay là nó xảy ra nhiều hệ lụy lắm. À, cho nên dạ. anh đâu muốn vậy, tại vì người ta muốn quá muốn rồi mình buộc phải ký á. Dạ. Chứ còn anh có điều gì muốn hỏi em không? Anh chỉ muốn hỏi em cái là quan điểm của em về cái cuộc hôn nhân á, về tình yêu mà sắp tới nè. Ví dụ như em với anh mà ví dụ có quen lâu dài hay kết hôn thì quan điểm của em là mình làm như thế nào để mình xây dựng cái hôn nhân nó bền vững được. Em không có nói chuẩn về cái quan điểm của em, nhưng mà em muốn là một người đàn ông của em á biết yêu thương, biết bao dung, lãng mạn. Chứ em không có muốn người khô khan và nói chung nhà này phải có nắp. Có cần cái nắp như thế nào mới được? Em không biết cái nắp đối với anh là như thế nào, chứ đối với em là cái nắp của em nó hơi bị cao. Mà cái nắp đó là ai? Ai là nắp? Dạ em chứ. À, tôi thấy ông Mai tôi bên đó hơi hơi e dè đúng không? Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè. Cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Nhưng mà chị chia sẻ, chị không biết là những điều em nói là em nói thiệt hay là em nói đùa. Nhưng mà theo quan điểm của chị là một người đã từng đổ vỡ và một người đã từng yêu rất nhiều, thì chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà nó như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên á, thì mình nên hạ cái tôi mình xuống một tí xíu để nó hòa nhập với những cái người chung quanh mình nữa. Mình đừng ép người khác rằng là mỗi khi cãi nhau mình phải là đúng. Cái đó là nó chỉ phù hợp với lại những bạn trẻ, những bạn mà 18, 19, 20 á, kiểu vậy á, thì các bạn còn trẻ, các bạn còn thời gian để các bạn làm việc đó. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng, bản thân em cũng đã có một gia đình rồi, cũng đã có một đứa con rồi, thì những cái việc đó mình trưởng thành rồi thì mình phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Dĩ nhiên trong một cái cuộc tranh luận, trong cái chuyện tình cảm, kể cả là hai người yêu nhau hay là tình cảm cha con, tình cảm bạn bè đi chăng nữa, chúng ta không phân định đúng sai ở đây. Đã gọi là cảm xúc với nhau thì nó không phải là đúng sai, mà là chúng ta giải quyết cái đó là như thế nào. Thì mình, chị nghĩ là nếu mà em nói vậy là bạn này sẽ sợ đó. Bạn này sẽ hơi mà, em không sợ về việc đó. Chưa chắc sợ. Em đừng nói em không sợ. Chưa chắc sợ. Cô ấy đã nói thật tất cả mọi thứ. Bây giờ thì rất là cảm ơn bạn nhau, này. Rồi, rất cảm ơn bạn này là vì bạn này rất là thật. Nhưng mà ở đây em chỉ muốn chia sẻ về nếu mà chúng ta muốn có một cái cuộc sống nó lâu dài hơn một chút, thì cái đó chúng ta nên điều chỉnh một chút xíu. Cái này là chị nói thiệt đó. Chị chia sẻ rất là thật lòng. Bởi vì đừng có bảo vệ cái tôi của mình nó nhiều quá. Nó sẽ rất sâu, sẽ có những cái điều em sẽ rất là hối hận. Cái này là chị nói thiệt.
cho dù lúc đó em từng có nóc nhà rồi đó, cho dù lúc đó em đúng đi chăng nữa mà em cứ cố em dành cái phần đúng về mình thì nó rất là khó. Một lần hai lần người ta có thể nhường nhịn em được, nhưng gặp cái lúc mà người ta vấn đề tâm lý người ta cũng không tốt thì người ta sẽ không, ngay tại thời điểm đó nó giọt nước nó tràn ly, nó sẽ làm cho người ta cảm thấy ủa sao lúc nào tôi cũng phải nhường nhịn em hết, mà sao không lúc nào em nghĩ cho cái mà chúng ta đang cố gắng. Em được không? Thí dụ cái đó là cái không? Mà chị chia sẻ rất là thật lòng thì nó đúng không? À nhưng mà thí dụ như bạn gái nói vậy em có thể chịu được không? Thí dụ giờ mình thỏa thuận nhau mà như chị okay, lúc anh nóng lên thì anh cứ cho em đúng lúc đi anh đang vui đi đó. Em vẫn nhịn bình thường, nhưng ví dụ trong những cái ngày đó công việc áp lực rất là nhiều rồi, tiền bạc các kiểu, ví dụ phải đang áp lực rất là nhiều rồi, nhưng mà ví dụ gặp người phụ nữ của mình người ta không có thông cảm chia sẻ mà người ta lại còn cố như vậy nữa thì có thể là mình bộc phát thời điểm đó. Có thể là một tiếng sau em sẽ nhận ra mình như vậy thì nó hơi quá, nhưng mà thời điểm đó mình không khó mà kiềm chế được vì người đàn ông thường là vậy. Đúng. Với là cái áp lực nó rất là nguy hiểm, cái áp lực công việc. Cái quan trọng là các bạn có bình tĩnh để mà nói chuyện được với nhau ngay tại thời điểm đó hay không? Tùy theo lúc nào nhà có nóc, lúc bão rồi có nóc cũng khó lắm á. Nhà là phải có nóc, nhưng cái nóc đó mình phải uyển chuyển làm sao để mình bảo vệ được cái nóc của chính bản thân mình. Chị đã từng trải qua những cái chuyện này rồi. Chị đã từng banh nóc chưa? Rồi. Đó là thật ra cô gái đó là chân đúng, cô cứ đúng. Nói hết những cái gì mình ấy đi. Rồi còn cái gì nữa không nè? Bây giờ hai người cứ nói chuyện thoải mái. Bây giờ hai bạn đã đủ lông, đủ lông đủ cánh rồi đó. Trưởng thành hết trưởng rồi. Trưởng thành hết rồi, đã một đã lần từng đổ vỡ rồi. Thành ra phải nói thật với nhau tất cả mọi thứ, không có giấu giếm gì nhau. Như tính cách cô này em rất thích nè. Cô nói rồi. Rất là thẳng, nhưng mà dĩ nhiên có những cái mình chị đứng ở cái vị trí này thì chị cũng rất là muốn chia sẻ với em, bởi vì chị sợ sau sân khấu chị sẽ không còn gặp em để chia sẻ cái việc này. Nói thôi chứ không đến mức gì đâu, nhìn em gái không đến mức gì đâu. Thì bởi vì mình nãy mới hỏi là nó giỡn hay là không, nói thiệt đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy đâu, đúng không em gái? Dạ không, nhiều khi bà nhỏ bé quá nên bà phải xù lông trước, bà phải làm trước vậy đó cho người ta sợ. Nhưng mà thật ra anh nói em trai nãy giờ á, là bạn gái nói em có sợ gì không? Không, em không sợ gì hết. Bản lĩnh đàn ông có gì đâu sợ. Em bản lĩnh mạnh lắm. Em biết sao không? Em đủ bản lĩnh á thì em sẽ lay chuyển được cô này. Dạ. Nhiều khi cô này á ngày xưa cổ kiểu giống như là cổ tổn thương nhiều thì đâm ra là cổ phải tự bảo vệ bản thân cổ xù lông ra, cổ phải tự nói như vậy đó, anh chịu không chịu thôi, chứ cái tính tôi nhất định là tôi sẽ như vậy chứ tôi không nhường nhịn như ngày xưa nữa. Dạ. Kiểu vậy, nhưng nếu như em mà đủ bản lĩnh em sẽ thu phục cô gái này về trong vòng tay của em một cách dễ dàng. Rồi, bây giờ mình giải quyết cái chuyện này mới quan trọng nè. Hả? Bây giờ là thí dụ hai đứa đến với nhau. Yeah. Thì em phải lo luôn cô con gái cho. Thì cái đó em hiểu rồi. Thì quan điểm của em vậy nè. Ừ. Thì ai cũng có con hết rồi mà anh. Ừ. Thì tất nhiên ví dụ mình muốn mà người phụ nữ của em á, người vợ của em á mà yêu thương con riêng của em. Thì ví dụ đầu tiên em phải yêu thương con người đó trước rồi, cái đó liệu chắc chắn ai cũng vậy thôi. Ừ. Thì nhưng mà với em thì cho dù là không có yêu thì em vẫn thương con, ví dụ người ngoài hàng xóm em vẫn thương được mà. Ừ. Em sống nặng tình cảm rồi. Nên về tình cảm là em rất là vậy thì tốt, tại vì con của bạn này á là mẹ không có cho gặp nữa ha. À, thật ra nếu mà như vậy thì có đứa con gái này cũng rất là dễ thương. Đúng rồi, dạ. Và mình cũng muốn sinh thêm một đứa nữa không, thí dụ có em muốn có điều kiện sinh nhiều đứa luôn đấy chứ. Con muốn sinh thêm đứa nữa không? Dạ em chỉ sinh thêm một thôi ạ. Ừ, một thôi. Quan điểm cũng rõ ràng. Ừ, bạn một. Này rất rõ ràng á. Ừ. Bây giờ chị hỏi cái này nó cũng quan trọng không kém. Đó dạ. Là em đã chuẩn bị gì cho một cái đám cưới sắp tới? Cái cuộc sống của bản thân em, của vợ em. Ừ. Về cuộc sống thì về cái mức lương hay thu nhập hay công việc của em thì nó ổn định rồi. Thì còn đám cưới thì trả lời theo quan điểm thì cứ đám cưới thì cứ tổ chức thôi. Thì có tiền. Là nhà cửa như thế nào? Không, nhà bây giờ em chưa có nhà. Chắc là phải ở trọ ở Sài Gòn. Ừ. Sài Gòn thì sự khi nào mua được nhà? Nếu mà dự định của em mua nhà ở Sài Gòn chắc phải tầm 3-4 năm nữa mới mua được. Có dự định là tốt rồi. Giá nữa. Đúng rồi, có dự định là thật ra không cần phải em ở Sài Gòn đâu, em ở mấy cái quận ven Sài Gòn là đúng cũng rồi. Tốt mà. Ở đâu chúng ta cũng sống được hết. Miễn sao chúng ta yêu thương nhau là đúng. Được rồi. Có khi về Bình Định mở luôn, em thích ở Bình Định. Đây ta muốn lập nghiệp Sài Gòn ông ơi. Về Bình Định cũng tốt, Bình Định giờ phát triển Quy Nhơn giờ đáng sống lắm. Quy Nhơn giờ về đó ăn bánh hỏi lòng heo có ngon không? Ờ ché chiếc ngon quá chứ. Về đó có rượu bù đá ngon. Nói tóm lại là ở đâu cũng được hết. À, đúng rồi, em qua điểm em. Vấn đề ở đâu mình có tiền là mình ở thôi. Dạ. Đừng có phân biệt ở đâu hết trơn. Dạ đúng. Mà anh thấy Bình Định Quy Nhơn giờ cũng đang phát triển dữ dội lắm không sao. Đó. Chúng ta đã rõ tỏ rõ những đúng quan điểm đó rồi.
Bây giờ thế này, em muốn gì, em suy nghĩ gì về người đối diện của em, em phải bước tới em nói điều đó. Rồi, này, nói cho người ấy biết suy nghĩ của mình. Nắm tay bạn ấy, mạnh mẽ lên nào, lãng mạn lên nào, bạn ấy thích lãng mạn đó. Anh chỉ muốn nói với em vậy nè, mình đến cái chương trình này là nó có là cái duyên rồi. Còn mình mà để mà mình đi đến được với nhau hay không á, người ta hay kêu là cái phận. Nhưng mà theo anh không, đó không phải là phận, đó là sự cố gắng của hai người. Muốn đến được 10 năm thì mình cố gắng nhiêu đó, mình đến 50 năm mình cố gắng nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là trong chương trình này nó ngắn một cái thời gian lắm, thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Và biết đâu lỡ sau này anh đưa em vào một ngôi nhà mà nó hạnh phúc nhất thì sao? Hey. Không thể nào biết trước được, nhưng mình phải cho mình một cơ hội. Nhưng lỡ mình để vụt mất thì nó cũng phí cơ hội đời mình. Đúng. Thì anh hy vọng là vậy. Dạ, hát một bài cho lãng mạn nào. Em thích một người đàn ông hát hay nên anh cứ hát hay đi. Lỡ đó anh làm đuổi em thì sao? Đó. Anh sẽ hát một đoạn bài có khúc buồn của anh đi. Hãy tay anh ôm xương rồng rất đau. Buồn quá, buồn rồi. Đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn. Nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn siết ngăn từng cơn em hơi. Đôi bao nước mắt để được bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước. Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Hay mà, mình chưa hết. Hát hay đấy. Cái gì cánh tay mình đừng buông ra mà không chịu ôm người ta một cái. Thật ra thế này, anh thấy bạn trai cũng là một người chân thành ha. Bạn trai cũng là một người quyết liệt, một người có thể đủ bờ vai để chúng ta nương tựa. Hai người suy nghĩ cho nó kỹ, bởi chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi. Để tay vào nút bấm, quyết định bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Khi chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình, có trách nhiệm với nút bấm đó. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, xem. Em gái không bấm. Tại sao vậy em? Dạ, em chưa đủ tuổi tin với mối tình này. Ra người ta đã bị một lần tổn thương rồi, họ không muốn bị tổn thương nữa, nên họ có thể làm những cái rào cản xung quanh mình rất em là có kỹ. Quá nhiều rào cản cho chính bản thân của em. Trong cái câu chuyện em chia sẻ, những cái suy nghĩ của em chia sẻ, chị nhận thấy được điều đó. Cuộc sống còn rất là nhiều người có thể hợp với em. Dạ. Hôm nay trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem, biết đâu họ sẽ bấm cái nút đó cho em. Dạ. Liên lạc với chương trình, không sao đâu. Dạ. Có rất nhiều cô gái cũng sẽ bấm nút cho em, bởi vì em cũng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cố gắng mình thể hiện ra bên ngoài chút xíu. Anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Yeah. Một chàng trai cũng mạnh mẽ lắm nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bếp từ Toshiba IC 20S4BV, mặt kính 2000 nits, cao cấp chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, điều khiển cảm ứng trực tiếp mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc hai bạn sớm gặp lại nhau. Còn giờ thì thôi, mỗi người một ngà. Chào em. Đi đường này. Thưa quý vị, một chút nuối tiếc ở cặp đôi thứ hai, nhưng mà không sao,
Tôi nghĩ rằng các bạn có đầy đủ kinh nghiệm để các bạn có thể tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Chúc tất cả chúng ta thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.